hai vợ chồng em ăn cơm. Úi dạ. Xuống đây, xuống đây nè. Ngồi bên đây đi. Không được rồi nè. Ngồi bên đây đi nè. Nè, gì đó nè. Rồi tay trái hả? Dịch gì hả? Sao muối? Muối hả? Nè, lộn tô bé. Tô này hơi nhiều. Ăn cơm nhiều nhiều vô trời tôi tức á. Đi coi cho tô coi. Không. Ăn vô đi. Quánh mày dừa. Quay ra miếng bên anh đây. Quay xin xin. Thấy rồi. Chưa, cái này bên đây chưa thấy nè. Bên đây nó đúng rồi. Em mời mấy chị ăn cơm nha, mời mấy cục vàng ăn cơm với em nha. Giờ này mới ăn cơm chiều đó mấy chị ơi. À, mọi người ăn cơm. Không được kiêng. Có đó. Thơm. Ngon quá. Thịt cuối sao có gắn ngon mà sao không có gắn ngon thức ăn thịt em ơi em nói gì chứ dễ ăn lắm em không cần giàu sang phú quý gì đâu em ăn đồ dân quê lắm vậy sao khó gọi lắm gọi lắm cái gì vậy quá. Học thịt chiên. Thịt muối ăn đi em ăn. Muối kìa, thịt muối. Em có tiền cái em có sang được mấy chị không? Thịt muối. Ngon nè, cái gì ngon là ăn dữ lắm. Em không cần cao sang đâu. Em ăn quê mùa lắm. Thử miếng bé. Đúng rồi. Có gạp. À, được rồi. Ngon được rồi. Có gạp. Được rồi, được rồi. Cũng đỉnh mà ngon. Cũng sư thủy. Dạ. Bắt không? À. Ngon quá. Cảm ơn mấy chị nha. Em nói chung là em có tiền chứ em không có sang mấy chị. Không có sang, nói thật sự nha, không có sang. Chứ em thích giống gần gũi lắm, đơn giản, em không thích khoảng cách. À, là có số thoại có đơn chị. Em ăn gì hoài cũng được. Không phải mua đồ ăn cho mấy cho chị hai chị ba làm nè. Còn mấy đứa con tôi sáng nó rời ăn nữa. Ăn gì? Dạ. Sáng ăn canh. Canh gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng thế nào? Đầu tiên thứ hai cứ đang chờ đợi. Em ăn gì mấy chị? Ừ để thôi gì đâu. Sáng mua thịt bằm á. Mua thịt bằm thì nấu canh ăn. Đúng rồi, cái hộp vịt này mình chiên cũng ngon nè. Ngồi vậy đi. Thịt quê rau xào, thủ quê xào đó. Không, nấu nấu canh cho mấy. Chúng mình đi buổi sáng với chiều đi. Chúng mình sáng là kêu mua rau gì đó nấu canh. Bí cũng được. Bí cũng được. Bí đỏ đó cho mấy đứa con ăn. Mình nấu nguyên nồi vậy đó. Cái chiều đó mình ăn khác bí đỏ này dưới hộp vịt rồi nè.
ăn cơm, em ăn là phải giống buổi sáng là em phải chuẩn bị buổi chiều, buổi chiều phải chuẩn bị buổi tối. Giống như tại vì em không có thời gian đó chị. Bên nhà mẹ rồi giờ. Bên nhà mẹ thì cơm mà mấy chuyện cơm quên nãy giờ có mời chị chồng. Em mời mấy chuyện cơm nha, em nhiều thứ tánh em hay quên lắm. Ta làm bên không bay ăn cơm thì ít, ông ăn thứ khác nhiều, ăn cơm cũng nhiều gì quá nhiều rồi, ăn chưa được chén nữa kìa. Nuôi nghĩ nuôi con nuôi mắt, nuôi nghĩ cũng như nuôi con rồi vậy, ép ăn tại mấy bạn không biết rồi, ép ăn lắm, cũng ăn nó dưỡng bụng tập bụng. Bây giờ mà mấy bà mà đưa cái khác là tôi ăn được, mà có dịch gì tôi ăn thơm thơm cái ngon dứt. Hộp dịch đó mua dịch đó. Em ăn hộp dịch được, hộp dịch gì nào chiên gì nào em ăn dữ lắm, còn cá thịt đồ này là em không mạng tới đâu, không mạng tới cá thịt đâu. Dạ chúc hai chồng. Cái thằng Nghĩa nó cơn cua cặt mày hả? Cái gì mày nói? Dạ. Sao lúc trước cũng thấy ăn muộn vậy? Không phải, mấy chị không hiểu. Em là dân bán hàng online, những chị em bán hàng online cũng đều giống em. Là có nghĩa là họ ngủ rất là trễ, họ ăn buổi cơm sáng là thành buổi cơm chiều, mà buổi cơm chiều là thành buổi cơm phia đó. Cho nên là những chị em bán hàng online là đều biết mà, đúng không? Thức trễ lắm, cho nên là cái điều đó là nó phải đương nhiên chị, chứ không phải là chứ không phải mà muốn ăn cơm phia đâu, bởi vì người ta mặn kiếm tiền là vậy đó, ban đêm ta làm việc ban ngày mình làm việc ban đêm. Mày ăn da heo hả? Ăn ngán chạy nó qua luôn. Giờ nghĩa ăn da heo cũng được mấy bữa rồi. Ăn hai lần. Ăn quá vô. Ăn hết vô nghỉ. Bây giờ ăn biết ăn lỗ tai heo cũng được rồi. Ăn được. Cái mỏ heo ăn được nè. Ha. Ha, mỏ heo ngon lắm. Mỏ biết không? Tại vì cái mỏ của nó là nó không phải là lầm. Con heo đứng buộc đi không? Phè đi giờ trường. Còn ngon hả? Phè quá. Giờ trường á, chán kinh. Em ăn gì đó chị, ăn ào ào, ngon là ăn dữ lắm. Cái gì đúng tủ là ăn lắm. Không đúng tủ, tôi mà không đúng tủ nha, mấy bà gặp tôi nhơ. Mấy bà gặp tôi mà không đúng tủ nha, mấy bà gặp tôi nhơ nhơ hoài vậy mắt. Thấy vậy nha. Dương Nguyễn nữa. Ăn có nhiều quá. Nghe ngon thêm. Trời một tô. Quá thận tô à. Nửa tô chứ. Cái bằng phân nửa thôi. Mấy á. Có mì nữa.
không có chị bằng lăng tím. Thằng kia chị hơn thôi bao bao cái như cái béo cái như ý như chú ý là gì thằng kia chị biết không là sao không hiểu Hải Tăng đúng rồi của chị nha. Giờ này live stream là 10 giờ 18 phút. Ngày như ngày 7 tháng 7 tây năm 2022 đúng không em? Đúng bài. Nước đó đã uống đi. Dài. Đúng bài luôn. Lạnh lạnh. Cơm ngon. Ngon. Ngon gắn ngon ha. Tôi thích kho chiên làm quán đường ý không vậy? Không tốn tiền nha chồng. Đừng. Không tốn tiền nha. Chấm em là không có tốn tiền nữa. Trái cây nha. Trái cây với dịch gạch cách. Còn đồ ăn khỏi nói. Có bán là gì? Nhà này hộp sườn tổng á. Khô cá sạch rồi. Đúng rồi. Ok thứ nào mà vậy? Ok thứ nào su ca hầu lên không? Nhưng họ tôi xoa xuống nhất tôi tốn miếng cơm rồi. Ờ đúng rồi, đó. Năn miếng nữa là vừa. Không quá mấy chị ơi. Nó xuất sắc luôn, ngon luôn. Trái giải không? Không phải là miếng em mà. Lọc cho. Trân trọng người đối xử tốt với mình. Mong hai người cùng hai vợ chồng hạnh phúc. Giang Lê cho em số thoại cho em, cảm ơn chị nha. Giang Lê cho số thoại. Nói thật sự với chị nha. Em á, hồi đó giờ em cũng ít có nói những cái khuyết điểm em lắm. Từ mà từ lúc thương yêu Nghĩa tới giờ tôi nói chưa. Nó làm tớ thì tôi bỏ luôn. Tại vì thì mình thương thiệt á, giống như là nó là một nửa của mình. Mình nói chưa? Cho nên là ông phải tôn trọng em mới đúng, ông phải thương em mới đúng. Thương nhiều hơn. Tại vì những người ta thương ta còn giống là 10%, 20%, 30% ha. Còn em không. Nói nghĩa chưa? Những gì em sống sao sao nghĩa cũng biết chưa? Không phải mà em nói trên live em tốt đâu. Vì cái đợt đi này mà tôi hơi tự... Mấy chàng nó xuống, người ta tự nhiên bỏ hết chưa? Ừ, thế không vừa. Ừ. Không phải nước, nước mình có cái máy nước... Thì đó, người ta gọt, người ta gót ra đây không chứ đâu. Mình có máy nước nóng nước lạnh. Mình lấy ra đây nè, rồi tối không đi xuống dưới uống nữa. Anh sầu riêng nè. Máy ra máy nước lọc. Sợ nóng quá. Có nóng có lạnh luôn. Nóng không chứ? Không có nóng đâu, tôi ăn mà có nóng vậy. Nằm ngồi cái đĩa. Không, không. Ăn lại ăn cái thử nha. No quá. Tôi đem phía ít trời, ít trời có bọt luôn nè. Có bọt luôn. Đĩa thương, ông chồng chồng đĩa thương á. Dụ rồi. Dụ, tao dụ mày làm gì khùng quá, tao dụ mày tao bán mày vậy. Ví dụ mày ta đem qua Trung Quốc bán chỉ cần ký hay gì mày nói cái khơ à. Tôi kêu nó ăn nhiều đi, tôi bụng bự, tôi thích, tròn tròn. Dạ ok chứ mà Minh Thái nha, nó nói tiêu dụ nữa. Cái này là bà chị bán mắt kính ngoài này nè. Chị thương em lắm, chị cho em sầu riêng, quên nó cảm ơn chị nha, cảm ơn chị. À, cho sầu riêng mà sầu riêng không thuốc nha. Chín cây đàng hoàng tự rụng luôn. Chứ không phải là thuốc đâu. Người ta thương em, ta cho em ăn gì đó chị. Nhiều khi mấy đồ em mặc nha, người ta mua cho em không á chị. Sống ở đời sao mà ở ngoài vậy đó, em đâu có thiếu đâu, người ta cũng đâu có nhờ giả em gì đâu. Thấy không? Người ta cũng đâu mượn tiền mua bạc đâu. Mà tại vì cái tình thương ở ngoài á, em sống rất là
đâu qua đó đàng hoàng lắm, em gõ gàng lắm chị, cho nên người ta thương em vậy đó. Ừ. Sầu riêng này không phải sầu riêng hộp lép mà sầu riêng bự. Nhưng mà cái này ngon, cái này không có thuốc nè, cái này nó ngon. Cay. Ừ. Có thuốc nó hơi đắng đắng à. Lép ăn ngán lắm, ăn này thà thôi, ăn này nè. Tí nó rẻ hơn kia nhưng mà nó ngon. Ừ. Nhưng mà đồ sầu riêng mà vậy khó kiếm lắm. Chín cay khó lắm. Dạ. À, cái bà cái thấy cái tôi không bà cái nhớ. Sô cô la cái linh hoại thấy nha. Đoàn lô tô Dũng Minh nè. Chị hả? Dạ em thấy nha cục vàng. Hả? Ừ. Lâu quá à. Chắc sang năm sau em đi hát hội chợ lại nha. Đi không? Mà ước á. Nó vui. Mơ mốt cái mày vui cái mày đi theo chồng cái mày gặp vui cái bỏ tao luôn. Ừ. Cái tao đi về mình luôn. Về đứa bé. Chị ở đây hát. Bể. Vui không có thể dừng á. Bác si diễn. Ui dạ. Ăn nó đi. Ăn miếng nữa. Xong cái không đưa chị hai chị ba chứ. Ăn nó đi được nước. Xong đưa từ trước nào. Đưa rồi mà chị hai nó thôi đem đây đi. Dạ. Cũng ở đây. À. Cũng ở đây, đây, đây nè. Rồi đây đi. Trả đây cho chồng ta. Đó không? Cũng ở đây. Đi hai già không hết. Nè. Không, không hết thì cái khi tôi bỏ tôi làm nó sao đâu. Bà chỉ biết mà. Rồi đi ăn. Rồi đâu? Rồi đi. Đi đi đi. Rồi đi ra. Đi hai. Rồi chị hai ơi. Để tôi đi cho đẹp chứ. Sao tôi đặt hàng không trả lời vậy nè. Chị cho em số điện thoại đi, em kêu tên cho.